mới về một bộ Lego Squad. Các bạn vừa nguyên cái bộ A, B, C, D, E, F luôn thì các bạn sẽ lắp được cái này. Một chiếc trực thăng chiến đấu có hai cánh quạt trước sau. Số anh lính Squad nhảy dù. Đó. Này các bạn một lẻ ra thì đây, chúng ta bộ Squad này ra thành chiếc xe chiến đấu 117 chi tiết. Cũng lại có thêm cái đèn nhấp nháy cảnh sát, xe đua cảnh sát luôn này, xuồng chiến đấu cảnh sát, cũng xuồng squad luôn, một chiếc trực thăng này ngầu này. Trực thăng này có hai cánh hai bên này, chúng ta sẽ có hướng dẫn sticker để dán này. Sau hướng dẫn cho chúng ta ra. Cần các bạn mua lẻ thì sẽ không có cái tờ hướng dẫn này. Tờ hướng dẫn này để lại cuối cùng ở nhà. Khá nhiều logo. Logo nhỏ 18 này. Hướng dẫn để cho xuống ta ráp. Mình không biết ráp mấy cái này nha. Bán thôi chứ không biết ráp.